Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì hôm nay em lại tiếp tục xin giới thiệu tới các bác cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lội. Thì như các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây, số lượng rất là nhiều. Đấy, đảm bảo là khi các bác cần ở bên em luôn luôn đáp ứng gửi kịp thời cho các bác về sử dụng. Đấy, số lượng là các bác có thể thấy. Ở cái kho này bây giờ em tích trữ là được gần 1.000 chiếc nhé. Đấy, phục vụ cho các bác là cái vụ lao nhân chia đàn, cái vụ thu đông này. Còn sau đây thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết về cái chiếc thùng nuôi ong này cho các bác cùng tham khảo. Thì về cái nguyên liệu gỗ để làm nên chiếc thùng thì được làm bằng gỗ gạo 100%, đã được ngâm kỹ từ 6 đến 8 tháng. Đấy, vớt lên xẻ, phơi khô, khô kiệt thì hoàn thiện lên một chiếc thùng gửi về cho các bác. Về một cái chiếc thùng hoàn thiện, hoàn chỉnh khi gửi về tới tay các bác thì cân nặng của nó chỉ rơi vào từ 5 đến 6 kg. Đấy, rất là nhẹ. Còn tất cả các mặt đinh các bác có thể thấy là đóng rim từ lắp xuống cái chỉ lắp ấy, tuyền đều được đóng bằng đinh 5 phân nhé, mũ to. Đấy. Đóng như thế này thì đóng cái đinh to này cộng với cái gỗ là gỗ gạo, gỗ rất là mút đinh thì đảm bảo cho các bác là về các bác sử dụng đối với cái thời tiết khô hanh thì nó sẽ không bị co cái miếng ván này lên. Đấy, tránh tình trạng co ván. Đây các bác có thể thấy. Ván thì các bác có thể nhìn thấy thực tế ở trên màn hình máy quay đây. Đấy, màn hình video đây. Ván này bây giờ là 1/8 nhé. Đấy, 1/8. Bên em là xẻ 2 phân đậu để bào gọt bào trà đi. Đấy, khi hoàn thiện nó chỉ còn 1/8 thôi. Đấy, với cái mức độ ván dày như thế này thì đối với các bác nuôi ong ở miền Bắc ấy, đấy ong nó rất là mát về cái mùa hè này. Đối với cái chất liệu gỗ gạo này. Còn nào về kích thước của nó ấy, tiêu chuẩn của nó thì kích thước này chiều dài ở trong lòng chiếc thùng là 42,5, còn chiều cao nó là 27. Đấy, khi các bác để cái cầu 42 21 vào ấy thì nó sẽ thừa cho các bác 5 ly ở cái chiều dài này, còn thừa cho các bác 6 phân ở cái chiều đáy để các bác để máng ăn. Đấy, dễ dịch chuyển khi các bác khi con ong nó hết nguồn các bác cho ăn thì cái máng ăn có thể kéo ra kéo vào được rất là dễ. Đấy, bên trong đây thì tất cả các đường chỉ đây đã được đóng để đỡ những cái chiếc ván ngăn và những cái chiếc cầu khi các bác cho vào để đóng ba đinh để đảm bảo khi các bác là đến mùa mật ấy thì những cái bánh tổ nó nặng ấy thì nó sẽ không bị sập cầu nhé, hoặc là các bác vận chuyển đi. Và mỗi một chiếc thùng nuôi ong như thế này các bác được tặng kèm theo là một chiếc ván ngăn nhé. Đấy, chiếc ván ngăn như thế này. Đấy, ván ngăn này cũng thừa ra 5 ly đây các bác có thể thấy đây. Còn về phần dưới đáy đây, phần dưới đáy đây thì được ghép 3 tấm. Đấy, ghép 3 tấm đảm bảo cho các bác là nó sẽ không bị co hót. Đấy, phần đáy rất là quan trọng nhé. Ghép 3 tấm xoay chỉ táo. Đây, rất là bén các bác có thể thấy. Còn về cái phần thành đây cũng được làm bằng gỗ liền. Đấy, tất cả những cái chiếc thùng nuôi ong bên nhà em ấy, cơ sở bên em bán là ra ngoài cho các bác tiêu dùng ấy, đều được làm bằng gỗ liền 100%. Đấy, nguyên liệu bằng gỗ gạo. Phần cửa đây thì được rạch tổng cộng là 4 đường cưa. Đấy, đối với các bác là cho ong đi làm lỗ nhỏ thì các bác rạch về lấy cái mũi dao các bác cậy nhỏ ra, còn các bác cho ong đi làm to thì các bác cậy to ra. Đấy, tổng quan về một chiếc thùng này rất là đẹp. Đấy. Còn về phía đằng sau đây, phía đằng sau đây thì được xoay hèm làm cửa sổ như thế này. Đấy, khi các bác vận chuyển ong ấy thì các bác có thể kéo cái hèm này ra để kéo hèm sang bên này. Đấy, để cho con ong nó thoáng mát. Còn đối với các bác mà khi khai thác mật thì các bác đóng lại, đóng kín lại để cho mật nó nhanh chín hơn. Đấy, về cái chiếc thùng nuôi ong này số lượng nhiều. Đấy, giá cả đợt này xưởng nhà em mua gỗ thì cũng giá rất là rẻ thôi. Đấy, thì bây giờ giá cả của một chiếc thùng nuôi ong này nó chỉ còn 170.000 thôi, không so với cái thời điểm trước là 180.000. bây giờ giá cả của nó thì đã rất là phải chăng này. Đấy, đối với các bác nào ở những cái tỉnh thành miền Bắc ấy, ví dụ các bác ở khu vực Hà Nội này, Thái Nguyên này, Lạng Sơn này, đấy các bác ở khu vực Vĩnh Phúc nữa, đấy những các bác gần khu vực Bắc Giang ấy, cơ sở bán hàng em ở Bắc Giang. Đấy, đối với các bác nào ở gần ấy, thì muốn mua thùng với cái số lượng lớn thì ở bên nhà em có xe nhé, bên nhà em sẽ chở tận nhà cho các bác. Đấy, chở tận nhà cho các bác đối với các bác đặt với số lượng nhiều. Đấy, thì về cái giá cước xe thì ở bên em sẽ hỗ trợ các bác phần nào, phần nó kiểu gì nó cũng rẻ hơn là khi gửi qua bưu điện nha các bác nhé. Đấy, các bác lấy 100 thùng, ví dụ các bác ở dưới Hà Nội ấy, thì em sẽ chở xuống và lấy với cái giá là ví dụ ở Hà Nội chỉ rơi vào 600-700 nghìn tiền cước thôi, bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Đấy, rất là đơn giản, rất là tiện lợi. Bây giờ đặt một chiếc thùng ong thì cũng rất là dễ và cái cách vận chuyển thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, bác nào cập nhật được cái video này, đấy muốn mua thùng để nhân chia đàn ở cái vụ thu đông này thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề video em sẽ đăng tải trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.